Thank you.
lăng xê nó nắm sẵn này. Ở đây là bộ lăng xê xốp, một đường lăng xê xốp và túi đồ câu. Ok anh em, bây giờ mình sẽ ra hồ. Đây bà con anh em, đây dính hàng lăng xê đây. À, dậy tí quá. Vâng, chắc thế. Cái nhảy này quái hết lưỡi. Đây anh em, dính hàng. Một chú. Đây. Đây, thay hàng, thay mồi. Anh gọi con mẹ nó xuống. Ừ, để anh gọi nó. Anh bảo nó rồi mà. Nó bảo vâng vâng. Nào cứ thấy nhẹ nhẹ. Đấy, giờ vụt. Hỏi cho mọi em. Hỏi chưa? Rồi. Rồi, cẩn thận mà mắc lên người dây. Rồi, trôi lại phải 5 cân. À, trôi lại phải 5 năm nữa thì 5 cân. Ôi, dô phi. Đấy, xong rồi. Đấy. Mực. Nha. Cơm rang nha. Ông cũng bỏ đánh đó là hai ông anh cũng hai ông cháu đánh song song cho máu. Mới được một em anh em ạ. Nãy anh bảo thằng Hải sói thì đó là nó cũng mang bẫy chim xuống. Tôi tiếng con kia ấy. Đấy. Thằng này tiếng con. Ngại trôi bằng con kia ta cùng một lứa nhấc hai tay lên quấn gốc cây đấy, nhấc phát lên luôn tránh vải lưỡi. Bổng phát lên luôn. Ơi em thứ hai. Chưa, lúc này anh đang định ngắt thì có khổ biết. Ui. Phát dính luôn này. Đây đấy, anh ngắt. Em cuốn máy đi. Ném đúng chỗ phát dính phát, dính luôn. Ui, vẻ quá. Như rắt trỏ. Rắt như rắt trỏ, cá rắt như rắt trỏ. Lại trôi à. Nó xài quá, lại trôi. Lên luôn. Ui giời. Nó toàn kiểu này anh nhỉ. Chưa được 5 phút. Gớm mặt. Mà say quá rồi. Trôi, lại trôi. Úi giời, đâu cần phòng. Nó cần bế kiểu khác. Cá nhỏ, còng tí tạo đỏ. Đóng con chuôi khoảng 3 cân thì tươm. Lấy chim. Ui mẹ, xài quá, đứng dậy cứ quay quay quay. Một bích lên thẳng. Còn thứ tư nhưng mà phê lắm đấy anh em ạ.
phát đầu phát đít chạy vào mắt đấy. Lăng xe đây, lăng xe đâu đây là đi học phải rồi. Đóng vào mồm, thẳng vào mồm luôn. Ui, chưa đóng khóa đi. Mày đéo tuột. Ấm thật. Vừa câu được xong. Để này không? Em cẩn thận nhé, em đừng 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 chọc chọc. Không, xem câu có một cần nữa mà, bây giờ xem một cần mà. Em khóa máy rồi kìa. Chả gọi nhanh để xem dòng cá. Bốn con rồi. Bò. Đấy cứ. Cái ném mà tầm cây chết cách không ra khoảng tầm 5 mét được. Nhìn thấy tầm xa chưa? Vậy vừa vừa chứ, không có lại khi ở trong. Ôi thật thật thật. Ôi đây anh làm lại cục khác. Hả? Không. Anh bảo em là mày chờ tao làm chứ. Anh bảo, anh bảo em là đang ngồi xì khác. Rồi mỗi anh với thằng Hải có môi. Thằng Triệu đéo thấy có môi gì cả. Đâu anh chơi của môi nhẹ nhẹ. Sáng qua anh sang bên thằng Hào anh bảo là mấy đứa anh 10 triệu để anh thả Tuấn. Đây tiếng đồng hồ làm được chục con rồi. À quên, bốn con thì. Xài quá anh em ạ. Tiền đấy từ từ anh ạ. Từ từ thì đéo là bây giờ anh bảo mày từ tháng 4 năm ngoái còn sao mà sao mày quấn anh. Rồi, quấn đấy. Dính chưa? Có thấy nặng không? 2 triệu. Có thấy nặng ngồi anh. Ngồi đi được đâu. Ở à, đây chim cả máy. Chim cả cân xuống. Áo em để anh. Ê, áo điện thoại. Đấy, cho mà túi bóng mang về trước. Ừ, ngon đấy. Cái rán ngon, cái loại này kho cũng được. Kho ăn thì ngon hơn. Kho dừ cả xương như kiểu là cá kho làng Cố Đại. Vậy cần ông không bắt đền đâu mà sợ. Ông bắt đền anh gọi em xuống. Có xuống triệu nó đè. Em mang tiền xuống. Quay, quay. Quay, quay. Bịt, nghĩa say trong đây nữa. Lát hình. Anh cho em mấy con này nhá. Ờ, đi đi về đi. Các anh chứ. Các anh chứ. Anh ơi. Để đấy, rửa, để trên bờ. Nó đây, vứt ở trên bờ đi triệu ơi. Làm phép anh. Mẹ lại còn làm phép. Ơ đi. Tổng giám đốc công ty điện. Ờ về đây. Vâng. Ở đây quân số là chỉ đến anh thôi. Vâng. Kiểu anh ấy chưa xuống em ở lại. Anh ấy xuống rồi em về đây. Anh không tìm ngủ. Anh chào cho bác đi ngay. Ở ngoài kia mà. Ngoài. Nát bé rồi. Hết can bia lòng đi rồi. Sophie à? Ôi thằng Sophie. Đây là hôm nay phát đầu tiên dính con Sophie. Đây rồi, quay ngang, cầm quay ngang hỏi. Ôi đấy thằng nhìn đầu cần. Sợ anh. Cần này nó nẻo. Không, quay thằng quay đẹp to. Chim. Đúng chim này. Chim nó mới đớp kiểu đấy. Cũng được. Đây con sót đấy, 2 cân đấy. Hôm em lém cái cần của Luân Liễu rồi nó mang bên Hàn về lém ở bên cái hồ vườn quả đấy. Bên... Con biết nhỉ? Con này phải cân đấy. Cân đấy. Ủa, con. Từ từ thôi. Nó đang há miệng ra ngáp, gã phát trúng mồm luôn. Con này phải chục cân. Con ăn ngon đấy. Đấy, quay này ăn béo hả? Đấy. Đấy, con này ăn cân. Đây, ăn rồi. Đây, gì? Quay tiếp luôn.
Luffy rồi anh em. Ăn rồi Luffy. Này, đấy mẹ, tuần thế anh khen thế nào? Nay anh uống một lít mật ong mình xuống đây đấy. Ngọt đúng không? Đấy, quay em cái. Kinh khủng. Kinh khủng tởm. Bụt chưa đặt cần, bụt mà vẫn chưa đặt cần xuống đất dính luôn. Đó được rồi, thả xuống đi. Anh cảm ơn anh luôn anh Tuấn. Đây. Đây không biết chơi mà. Quay gỡ luôn con Zofi đấy mà. Anh quay cá đấy, con này to này. Con này Zofi này phải cân. Còn vẫn mua chưa đi nhá. Hả? Mua rồi. Hôm em câu ở bên vườn quả mẹ con cá chim này to kéo ghê luôn à, ngọn cần rồi chạy mẹ vào cầu. Chắc anh kéo không? Lạ nào biết tội chim chắc chim một trôi con này túm dây nhá mày mày vợt à cũng được đấy lăng xê đấy anh em lăng xê hít thính có lục ạ. Con này con được mười, con thứ 9 này, thứ 10. Rồi, làm hộp hộp anh tiếp. Đây, hơn ngón chân cái tí thôi. Hãy đóng hàng vào anh em. Đây. Con này chục cân mà không phải nữa. Chục cân mà không phải nữa. Ra cược cho nó chạy. Rồi, bách hẳn lên em viết máy mà, em đóng chạm máy vào. Khóa máy mà, không đứt được đâu. Nhỏ mà nó không còn vật đâu. Con này không còn vật đâu. Một phát em nhưng một phát lên luôn. Hết mồi rồi anh em ạ. Rồi, còn cục mồi cuối cùng. Đây, còn cục mồi cuối cùng này. Nhìn hơn ngón tay cái tí thôi. Xong lại dính. Hả? Cái lăng xê đóng liên tội. Úi xa. Máy gọi wow, anh em xem này, lăng xê này. Anh Tuấn. Ôi vợ đi. Lúc nãy chả gọi mày từ thế này làm gì? Phát bẹt thì chắc say rượu nhớ cứt đi. Nhắc lên thì em không có việc à? Đang ở đâu? Hết mồi rồi. Mười cờ cá mà coi kia vào luôn. Điêu mẹ. Lúc nãy anh ban này còn bảo mấy anh em ngồi đấy đang đi lên quán. Lúc nãy tưởng anh Tuấn gọi xuống đây uống bia mà. Đang cầm cước. Nó gọi từ sáng. Gọi từ sáng. Uống bia đâu? Xui thu hộ em luôn kìa. Không thể anh một cái chiếc đấy. Dính ra sao ấy đúng không? Dính kéo lên cho được con gạch kia rồi đây. liên tục ha. Rồi, anh em đi về đây. Cục này mồi nó quá bé. Mà Trinh thu tôi cá lên đi về. Đây lúc nãy là cô em mang về một mớ rồi. Đây được mớ nữa. Cho nó lôi người xuống nhá.
Đấy. Châu Phi được kìa. Đấy. Ôi. Cậu có phết. À, này. Chim ngon đấy. Chim mới trôi hôm nay, thì mỗi chim mới trôi. Trôi to lại ngon phết này. Ừ. Trôi này là ngon rồi. Anh trai lấy cái rán không? Nhà anh cá bé này ai nó ăn? Ok, này thôi tôi, anh em thu đồ đi về. Chính xác là hôm nay được 11 con. Hết giải tán. Em về anh Hoài ơi. Thương ngồi về con cơm mang cho con cá về mà rắn mang cơm ấy. Hết mùi rồi. Thương. 11 11 con. 11. Hả? Ăn cá không cho con đây. Đây là anh Hoài mới lấy lăng xê của tôi này. Đây anh Hoài mới lấy lăng xê của tôi đây, anh em gặp nhau ở hồ. Đấy, mình ngồi bên này, anh ngồi bên kia. Ok.